Trời ơi, tôi có bày ra đâu cái thứ nhưng mà giờ vẫn phải dọn. Ôi giời ơi. Nhanh cái chân lên nào. Được rồi, theo đến rồi à. Ôi giời ơi, từ từ chậm chậm thôi, tiến vào đi, nữa, nữa. Trời ơi, sân nhà mình bé quá, lực trong ăn là tồn, nữa đi. Cẩn thận, từ từ thôi, đừng lại không đổ cái cổng của nhà tôi mình ra. Trời ơi, bà xem thì sân nó đổ chưa. Xin chào bác Thắng ạ. Chào chú. Vâng. Đồ của tôi đủ chưa chú? Đã đủ rồi bác ơi. Bà nó kiểm tra xem nó đủ chưa nào. Đủ rồi đấy em ạ. À, thấy nhiều, ta cũng đủ rồi. Ôi, mọi người ơi, mỗi người ra rồi, giúp tôi một chân một tay cái để chuyển cái đồ xuống đi. Đồ thì nặng rồi, mọi người ơi, nhanh nhanh giúp tôi với nào. Vâng, vâng. Đấy, cái đấy, đặt đấy, từ từ thôi. Cái đấy thì phải đặt ở đây, cái đấy ở đặt đấy. Cái này thì đặt ở bên này cho tôi, nhanh đến. Rồi, ôi giời. Rồi, rồi, thế đẹp rồi. Đấy, nó lại đặt như thế đấy. Đấy, còn ở trong này nhá, qua các ông các bà các anh chị là trang trí cho tôi thật đẹp vào. Rồi thấy công nhận nhà bác rộng rãi thoáng mát thật đấy. Ô chưa, ôi giời, công nhận bác kéo trộm hơn với tôi thật, chuẩn gái sinh hình là con một đại gia phải không? Ui vâng, con bé xinh và ngoan lắm chú ạ. Ui nhưng mà nó còn trẻ con lắm, nó mới có sinh năm 2007 thôi. Cái bà này lòng tao lòng tao. 2007, ui chết. Bác ơi, 2007 năm nay 16 tuổi chứ đủ tuổi kết hôn đâu. Ui, chính vì thế gia đình tôi mới chỉ tổ chức liên hoan cho các cháu nó về sống với nhau như vợ chồng. Sau này đủ tuổi rồi thì đăng ký kết hôn, sau cũng được, trước sau thì mà chẳng lấy nhau. Bác ơi, nhà nước mình không cho phép làm như thế đâu. Ô hay cái chú này, tôi thuê chú lên đây làm việc chú cứ làm ấy. Còn việc của nhà tôi, chú không phải lo. Tôi cứ làm việc của chú. Chú cứ làm việc của chú đi, chú trang trí thật đẹp. Rồi mở loa đài chỉnh âm thanh cho nó thật hay. Thế là xong việc của chú rồi. Chú không phải bao động, làm chưa? Tôi còn để cho Đức mở nhạc ạ. Bác ơi, con xem trang trí này được chưa bác? Cứ bảo là ơi. Tôi thì tôi thấy đẹp lắm rồi. Không biết là tôi bảo thế nào, chẳng ý bảo làm sao. Ôi được, ôi thế đẹp như thế. Cảm ơn bác ạ. Nghe cái nhạc này mà mình lại thấy cảnh muốn chạy cưới lần thứ hai rồi. Anh em ơi, cả họ nhà mình ơi, đây chắc nhạc từ thế nào. Ôi trời ơi, chưa nhạc. À, trời ơi, nghe quanh bên đây mình chán nhạc. Cháu chào bác Loan ạ. À, thì ra là bà tổ trưởng dân phố ạ. Bà lại ghê năng tức ở đây ạ. Cô nói đi là không được cô ạ. Đề nghị bác Loan nói chuyện nghiêm túc, đúng mực. Thưa hai bác, chúng cháu là đại diện cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhận được thông tin từ chi bộ tổ dân phố về việc hai bác có ý định tổ chức liên hoan đưa các cháu về chung sống với nhau như vợ chồng. Mặc dù đã được chi bộ tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn đã đến gia đình tuyên truyền vận động giải thích, nhưng gia đình không nghe, cố tình vi phạm, có phải không ạ? Vi phạm cái gì mà vi phạm? Con tôi 21 tuổi, thưa tuổi lấy vợ rồi. Bác Thắng ơi, em lợi nhà mình thì đủ tuổi lấy vợ rồi, nhưng mà con dâu tương lai của nhà bác mới 16 tuổi thôi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu bác ạ. Tôi nói cho cô biết nhá, chẳng liên quan gì đến nhà tôi nhá. Con tôi đủ tuổi rồi, tôi tổ chức đám cưới cho chúng nó, thế thôi. Thế rồi, không có việc gì đâu. Anh chị có nói đúng rồi đấy. Các con, các cháu của chúng tôi đủ tuổi rồi thì chúng tôi tổ chức liên hoan. Hạ cớ gì đâu, các bà cứ đến đây làm chuyện. Có chắc không vào về đây. Đúng rồi, này. Trai nói thì lấy vợ, mà gái nói thì gả chồng. Mắc mớ gì các bà thế con cả. Đúng rồi, các bà về đây. Thưa các bác nói như thế là không đúng đâu ạ. Theo như luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định thì nam thì phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được đăng ký kết hôn. Việc gia đình nhà mình tổ chức liên hoan và cho hai cháu phải sống chung với nhau như vợ chồng là hành vi vi phạm pháp luật đấy ạ. Pháp luật cái gì? Sai đâu? Sai nào? Bỏ kể nó nào? Lồng ngoa, đi về đi. Tôi nói cho các ông các bà biết nhá, tất cả là tại các bà tổ trưởng của dân phố này này. Đúng rồi đấy, tại các bà tổ trưởng. Tôi nói cho bà biết nhá, bà đừng bao giờ di chuyển vào cái chuyện của gia đình người khác là thế nào nhỉ? Các cô
ở cái tuổi đấy các cháu còn ăn chưa no, lo chưa tới. Nếu lấy chồng sớm sẽ không có cơ hội học tập, phát triển và tận hưởng tuổi thơ. Mà nếu sinh con dễ mắc các bệnh như còi xương, suy dinh dưỡng và nhiều bệnh lý nguy hiểm ở đây bác ạ. Ui xà, các cô các chú cứ lắm chuyện. Ngày xưa các cụ có 15, 17 tuổi đã lấy nhau, để con hàng đàn hàng đống có làm sao đâu. Tôi không biết tảo hôn là gì, tôi chỉ biết là hai đứa nó thích nhau thì tôi cho chúng nó lấy nhau. Thế thôi. Hai cưới rồi. Thưa hai bác, theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 giải thích tảo hôn như sau. Tảo hôn là việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Vậy thì tảo hôn sẽ là một trong ba trường hợp như sau. Một là nam lấy vợ khi chưa đủ 20 tuổi. Hai là nữ lấy chồng khi chưa đủ 15 tuổi. Ba là nam chưa đủ 20 tuổi và nữ chưa đủ 18 tuổi mà tổ chức kết hôn. Hai bác đã hiểu chưa? Tôi không cần biết. Chúng tôi không cần biết. Thưa các bác, pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ, việc kết hôn chỉ có giá trị pháp lý khi cả hai bên nam nữ tuân thủ các quy định của pháp luật về kết hôn và đăng ký kết hôn. Như vậy, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì sẽ không được công nhận là vợ chồng trước pháp luật đâu ạ. Này nhá, pháp luật cái gì? Đây đây, anh chị tôi thích làm gì đấy được anh chị tôi? Không bảo như này đây. Chúng tôi chết hết tìm về đây. Sao mà chúng cứ làm như Alo, bà Thông già đây à? Vâng, em đây. Tình hình bên đấy thế nào rồi? Sao? Sao lại hoãn? Sự phạt vi phạm hành chính á? Vâng vâng, em biết rồi. Ôi trời ơi, ông Thắng ơi. Trời ơi, nhà thằng sao thế chị nhà? Không, nhà gái họ báo hoãn rồi. Hoãn? Sao lại hoãn? Mình chính rồi đây ông ơi. Xử phạt vi phạm hành chính à? Thế rồi phải biết làm thế nào bây giờ? Tôi thưa hai bác, nhận được thông tin từ việc gia đình hai bác, chúng cháu đã cử cán bộ kết nối với ở bên thân nhà gái đã ngăn chặn kịp thời đám cưới tảo hôn ở trên đó rồi. Việc hai bên gia đình tổ chức liên hoan đưa các cháu về chung sống với nhau như vợ chồng, đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải ngăn chặn và xử phạt đấy hai bác ạ. Ông ơi, liên quan đến pháp luật thì gây go rồi ông ơi. Thưa hai bác, tại điều 58 nghị định số 80 2000 nghị định số 82 2020 NĐ-CP quy định xử phạt về hành vi tảo hôn như sau: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn. Mặc dù đã có bản án và quyết định đã có hiệu lực của tòa án, như vậy là hai bác đã có hành vi vi phạm pháp luật rồi đấy ạ. Đúng rồi đấy hai bác ạ. Nếu ai là tổ chức tảo hôn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 183 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định cụ thể như sau: người nào tổ chức lấy vợ lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng và có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm đấy hai bác ạ. Cải tạo không giam giữ nữa đây ông ơi. Ôi giời, bị phạt à? Cái cải tạo à? Bị tù à? Ôi ôi, con tôi 21 tuổi rồi, đủ tuổi lấy vợ rồi. Tôi cứ nghĩ là đủ điều kiện lấy vợ, thế mà vẫn còn bị vi phạm hành chính à, vẫn bị phạt à? Không những thế, hai bác còn kêu gọi anh em dòng họ đến để gây áp lực, có những lời lẽ không hay, cản trở đoàn công tác làm việc. Chúng cháu sẽ xử lý việc này theo pháp luật. Ôi giời ơi, là rồi, tất cả là tại tôi. Tại tôi tham tiền, hám của. Tại tôi sợ sau này rằng lời, nó không lấy được cái mai, nên tôi mới làm như thế. Mà cũng tại tôi không nghe lời bác hội trưởng dân phố nên mới đến cơ sự như thế này. Cô Loan, cô cứ bình tĩnh, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết cô ạ. Cái bà này cứ dối ra cái cả lên. Bây giờ biết làm thế nào? Cô bạn khách khứa xong xuôi hết cả rồi mà hoãn thì chỉ có chết thôi ông ơi. Cô chú ấy bảo là tìm cách tháo gỡ cho chúng ta mà nghe cô ấy nói này. Cô Loan này, tôi có một ý tưởng thế này, cô thấy có được không nhá? Ngày mai cũng là ngày tổ dân phố chúng ta tổ chức ngày đoàn đoàn kết toàn dân, mà cũng vừa hay là đặt tất cả là đặt cái dịch vụ của Phương Duy, hay là tôi có ý tưởng là chúng ta hoán đổi bộ cưới của cô chú sang cho có một đoàn kết, sau đó là tổ dân phố sẽ thanh toán lại cái tiền bộ cưới cho nhà cô chú. Cô thấy thế có được không? Được như thế thì tốt quá. Tốt quá rồi. May quá rồi. Quá. Bác Loan, bác Thắng, hai bác cứ yên tâm ạ. Cháu đã gọi điện cho dịch vụ cưới Hoàn Phương Duy và chú ấy cũng đã đồng ý là sẽ hoán đi cỗ cưới.
và sẽ không lấy tiền giặt cưới của gia đình nhà mình đấy ạ. Thật như thế hả chú? Đúng rồi ạ. Cảm ơn các cô các chú nhiều lắm, không biết nói thế nào được bây giờ. Vâng, như thế hai bác đã hiểu ra lỗi của gia đình mình chưa ạ? Vâng, gia đình chúng tôi biết sai rồi, gia đình chúng tôi cũng sẽ hứa là sẽ cố gắng để chấp hành nghiêm các cái quy định và thực hiện tốt. Vâng, thưa bác Thắng Loan, thưa toàn thể, qua sự việc của nhà bác Thắng Loan hôm nay, chúng cháu đã hiểu rằng hai bác đã nhận ra thế nào là tảo hôn và đã nhận ra hành vi của mình là sai trái, là vi phạm pháp luật và đã nhất trí là dừng không tổ chức liên hoan, không đưa các cháu về chung sống với nhau như vợ chồng nữa. Thế là rất tốt rồi. Chúng cháu hy vọng rằng sau này hai bác và gia đình sẽ là những cộng tác viên cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng luật hôn nhân của gia đình tới toàn thể bà con nhân dân. Hai bác có đồng ý không ạ? Vâng, chúng tôi chính hướng cũng sẽ trở thành những tuyên truyền viên thật tốt về luật hôn nhân và gia đình. Chúng cháu hy vọng rằng sau này hai em đủ tuổi lấy nhau sẽ rất là hạnh phúc. Lúc đấy thì tha hồ mà vui hai bác nhỉ? Vâng ạ. Như thế thì vui quá rồi ạ. Tôi cảm ơn bác tổ trưởng dân phố, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Gia đình tôi xin cam kết không tổ chức liên hoan và không cho các cháu về sống chung với nhau như vợ chồng nữa. Vâng. Bà con ơi, anh em ơi, chúng ta gấp chặt cái đồ này đi. Chặt hết đi, không cười xin gì cả. Thưa toàn thể hội thi, qua câu chuyện của gia đình nhà bác Thắng Loan, chúng tôi mong muốn toàn thể nhân dân nói chung và bà con nhân dân thị trấn nói riêng hãy cùng nhau thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình năm 2014, đồng thời lên án tình trạng tảo hôn để cùng nhau xây dựng một cộng đồng xã hội lành mạnh, tiến bộ, phát triển.